Rồi gãy cây rồi, trèo lên xe đi, trèo lên xe, lẹ lên, trèo lên xe đánh nhau luôn. Rồi về thay cây nha. Rồi trèo xe. Rồi là lên kia mua kiếm lại đi, lên kia mua kiếm lại, gãy ra hết rồi hả? Rồi rồi chạy qua Tú mua đi, mua cái khác nha. Rồi bán cái khác nha. Rồi tiếp tục thôi. Rồi chuẩn bị tấn công Min ơi, tấn công. Gãy nữa rồi hả? Rồi đổi cây khác luôn. Rồi quay đầu xe lại. Rồi Kiệt thua rồi, Kiệt thua rồi. Rồi Min gãy nữa rồi hả? Trời ơi hao dữ hả? Rồi Min gãy thua rồi. Rồi bây giờ bạn Pin với bạn Kiệt bắt đầu đua xe quay chạy nhanh hơn nha. Chuẩn bị thôi. 1, 2, 3. Để chào bạn Pin với bạn Kiệt nha. Các bạn ơi, hôm nay bạn Pin với bạn Kiệt có bánh gì lạ chưa hả? Đâu? Đây quá. Các bạn ơi, hôm nay bạn Pin với bạn Kiệt có cái bánh ống của Tề Thiên này nha. Wow, con Tề Thiên luôn. Rồi bây giờ gỡ ra thử nha. Wow, bánh ống siêu dài luôn nè. Của bạn Kiệt là màu gì vậy? Màu cam. Của bạn Pin màu gì? Bên trong các bạn. Wow, bên trong nó có cái ruột vịt nữa hả? Thế. Rồi rớt rồi kìa. Rồi gửi cho bạn Pin đi. Để mình mở cho bạn Pin. Rồi bánh ống này mình ghép là được luôn các bạn ơi, ghép lại thành nguyên một ống dài luôn á. Chúng con sẽ ghép lại thử nha. Bạn Pin cầm mình ơi. Cho tay anh ghép lại nha. Wow, đâu cây màu hồng kìa, có ruột vịt đâu? Đâu ghép, à ghép cây này lại hả? Rồi ghép được không? Rồi ghép nó thành một cây siêu dài luôn nha. Wow, giống Tề Thiên dữ à. Rồi ăn thử nha. Ăn đi. Rồi ăn đi. Wow. Rồi ăn, có ăn nhanh hơn nè. Cho miếng được không? Không, mình ăn thêm. Rồi, đây nè các bạn ơi, đây là bánh ống nè, ngon lắm á, ăn thử nha. Ngon không bạn Pin? Ngon hả? Tỏi ngọt quá. Cho miếng màu cam đi, chưa ăn màu cam nè, màu cam mùi cam nè. Rồi, có ruột vịt luôn, rút ra. Rút ruột vịt cho. Còn ngắn ngủng à. Mình biết dùng nè. Ôi, gãy ruột vịt luôn rồi hả? Ngon quá. Ăn miếng nữa nha. Wow, rồi bể hết rồi. Ngon quá các bạn. Ở bên đó mình có nhiều màu lắm nha. Đây mình có màu hồng nè, màu vàng nè, màu xanh lá cây nữa, màu cam luôn. Một cây bánh ống này chỉ có 2.000 thôi. Bạn nào mua tới nhà bạn Pin mua nha, ngay xe hủ tiếu á. Wow. Tổng bán văn hóa nha các bạn. Rồi lên xe chạy về thôi, lên xe chạy về. Phải xả một lục ơi, tổng bán văn hóa nha. Rồi đuôi về nha. Rồi vui lên đi. Rồi Kiệt chạy tới đâu rồi kìa. Rồi cầm cây dưới anh Kiệt đi. Dưới theo luôn. Rồi dưới theo.